Chia sẻ cho mình một cái để mình ăn, còn nóng luôn rồi, cầm này còn thấy nóng. Giờ nó sẽ bẻ cái bánh patiso này ra. Đây cái nhân bên trong nè, giờ ăn thử coi. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chào một ngày mới tốt lành nha. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở trên đường Nguyễn Trung Trực, trung tâm quận nhất Sài Gòn. Ở góc đằng kia là ngã tư với đường Lê Lợi nè, có một chỗ bán bún thịt nướng rất là ngon mà Nick cũng đã từng quay chia sẻ khi mà Nick trò chuyện cùng với anh Khôi, một Việt kiều Mỹ về sống Việt Nam lâu dài đó. Nhưng mà hôm nay Nick không có đến đó để ăn trải nghiệm nữa, mà là Nick muốn giới thiệu cho cô bác anh chị mình một chỗ mới bên kia đường thôi, có tên là Soi Number One, Soi số 1. Ở khu vực này thì quán xôi này khá nổi tiếng cũng lâu năm rồi, mà nhiều cô bác anh chị cũng đã từng biết tới chỗ này. Gần đây thì Michelin đã chấm giải cái quán xôi này, cho nên là một số cô bác anh chị có nhắn luôn là nếu có dịp ra đây ăn trải nghiệm chỗ quán xôi Number One thì quay chia sẻ lại cho mọi người cùng xem. Hôm nay đây có dịp đến đây thì trải nghiệm nè, Nick sẽ vào ăn và chia sẻ luôn cho cô bác anh chị mình qua video clip này nhé. Bây giờ thì mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip của ngày hôm nay. Ở đằng kia là ngã tư với đường Lê Lợi, nhưng mà ngay đây lại là ngã ba của Nguyễn Trung Trực và Lưu Văn Lan. Và xôi gà Number One, xôi gà xôi bóp không chi nhánh ở số 15 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận Nhất. Bây giờ Nick sẽ đưa cô bán chị mình qua đó cùng ăn sáng với lại xôi gà Number One nha. Bây giờ Nick đang tiếp cận bên sát bên quán rồi, quán thì để mở rồi, ở ngoài đường luôn, mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ. Bây giờ là tới gần cho cô bác chị mình thấy nè, nguyên cái nồi xôi lớn ở phía ngoài nè, nó đang có hâm nóng nên là lúc nào cũng thấy khói bốc lên. Gà chị bỏ nó thịt kèm thấy không lấy da hả, nước sốt ớt luôn ha. Ok. Đây, buổi sáng khách cũng ghé ăn rất là nhiều. Có người ghé rồi ăn, có người là mua mang về. Bỏ đồ chua lên luôn ha, ớt lên luôn. Dạ, chung luôn chị. Ớt luôn với dầu ha. Dạ. Đúng rồi. Mua một hộp xôi mà nhiều công đoạn ấy em. Ở chỗ này là trung tâm quận nhất, gần như là khu vực chợ Bến Thành, nên là khách nước ngoài á, họ cũng biết, họ cũng ghé để ăn luôn rồi. Với lại giá cả cũng để rõ ràng luôn nè. Cái này xôi, cái này là có bắp luôn hả chị? Ờ, nó xôi bắp, đường bắp. Hành mỡ đầy đủ. Cái này là đậu xanh hả? Đậu xanh. Dạ. Tổ này là xôi gà hộp cẩm. Xôi gà hộp cẩm có lạc xưởng. Có lấu lòng, lạc xưởng, trứng non, trứng cút. Dạ. Hộp cẩm thì 40 ngàn. Còn gà không thì 30 ngàn. Cái này gà xé sẵn gà luôn. Xé, gà xé sẵn. Dạ. Cái này nước sốt của gà luôn hả chị? Nước sốt của gà. Ồ, xe này có mề nữa nè. Mề cắt từ từ bỏ vô á. Dạ. Nó dễ nêm, dễ lòng thiệt. Ờ, mình thấy có cái ớt sa tế này nữa hả? Có người thích sa tế. Đa số ăn sa tế nhiều nè. À vậy hả? Mà người nước ngoài thì sao, họ ăn được sa tế? Ăn chứ. Ồ vậy hả? Ăn luôn. Nhưng mà họ ăn cái tái nhiều, mình cho họ cái nước nước đi thôi. À, nhẹ nhẹ. Cái ít thôi phải không? Dạ. Nhẹ nhẹ thôi. Ta ăn. Nhưng mà đa số là ta ăn nhiều à. Tại cái nó nhiều vậy à. Cái này là mình mới lò ra hả? Không, cái này chị làm từ từ rồi hết, không chỉ mới làm nè. Dạ. Lò hết chị mới lò. Chị không có làm một lúc nó bị khô. Dạ, dạ. Đúng không? Có mày còn đậu xanh đánh để sẵn đây người ta ha. Cái này là hành phi phải không? Cái này mỏ, mỏ chanh bắp cho nó. À, dạ. Còn thấy đường này sao? Có người thích ăn xoài ngọt á hả? Người thích ăn xoài
thôi, bỏ đường ngọt cho bớt người ta không ăn. Wow. Bắt dưới gà đi. Dạ. Yeah. Hai đứa ngồi ăn bắt dưới gà đi. Nó mát rồi. Lấy luôn đi. Bây giờ đang có bàn sẵn nè, chắc là ngồi đây ăn luôn. Hai đứa ngồi đi. Dạ dạ. Dạ. Hai bắp hả? Không. Michelin. Đây. Giờ xôi đã được Michelin rồi. The Michelin Guide hay để Michelin Guide Ceremony 2024, cái này mới gần đây nha. Và có để luôn một loạt những nơi mà được Michelin chấm giải nè, trong đó có ốc đào, ốc quanh nè, ốc đào quận nhất ở Nguyễn Trãi với ốc quanh quận 4 Nick đã từng quay review rồi. Rồi có nhiều lắm, phở Việt Nam, phở Hùng, cái này bữa nào Nick rảnh Nick đi quay review cho các bác chị mình xem. Thì trong đó có xôi gà number one là ở đây. Thôi còn nhiều chỗ khác nữa. Bây giờ ngồi thưởng thức cái xôi number one này tại đường Nguyễn Trung Trực. Ngồi qua lại đường này, rất kiểu Việt Nam, bình dân Việt Nam này như thế nè. Tí nữa xôi ra rồi Nick chia sẻ cho các anh chị mình xôi như thế nào nha. Đây, ngồi ăn tại chỗ và dĩa xôi của Nick đây. Lạp xưởng, trứng cút, trứng non, trứng gà non, rồi tai heo nè, phá lấu nè, bao tử, gan, đồ chua, thịt gà phía dưới, rồi cái này hành phi, đã rưới một tí ớt sắp tới lên. Bây giờ nếm thử vô. Cái món xôi thì quá quen thuộc với nhiều người rồi, nhất là ăn sáng. Việt Nam mình thì có quá rất là nhiều món để ăn sáng. Phở là phổ thông, là sau đó hủ tiếu nè, bún nè, và bún các loại bún, bún mọc, bún riêu, bún bò, bún gì hết, rồi cháo nữa. À, nhắc đến cháo là Nick cũng chưa có dịp quay review chỗ nào cháo ăn ok. Lần sau đi, hẹn lần khác quay cho các bác chị mình xem nha. Nhưng mà bây giờ ăn xôi. Thì cái xôi gà này đúng là có một tí cái ớt sa tế là nó nồng nồng, nó cay cay. Nó có tạo hương vị hai mặn cay được, rất là ngon. Nên là khách nước ngoài thì tùy người, có người ăn cay được, có người không ăn được. Cả Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà nếu mà biết ăn cay là thêm tí ớt sa tế thì lên cay ngon rồi. Đúng như chị nói á, nhưng mà gà không có xé liền, để lâu nó sẽ khô. Cái này là nào gần hết rồi không có xé gà ra thì nó còn mềm, ăn là cảm nhận được, nó không bị khô. Có nhiều chỗ là người ta làm để lâu á thì sợ là không làm kịp, bán không kịp á. Ta xé gà sớm quá thì để lâu là đúng là nó bị khô, còn ở đây là thịt gà vẫn còn mềm, ngọt. Còn trứng non hồi nhỏ mê lắm, mỗi lần mà ở dưới quê có làm gà là trúng con gà mái đó. Có cái chùm trứng non nè, người lớn hay để dành cho trẻ con ăn trong mấy bữa như là giỗ hay tiệc đó, rất là thích. Bây giờ ăn cái trứng non này đã. Lạp xưởng. Thẩm thể món xôi á là có đầy đủ hương vị. Nó là cái là có luôn cái này đầu lòng phèo nè, rồi
có lấu nên tạo thêm những cái vị lạ ngon. Bây giờ nó có hiểu vì sao Michelin đến đây chấm cái phần xôi thì ra mình rất rất là nhiều chỗ bán xôi mặn, xôi ngọt à, tùy nơi làm, nhưng mà có lẽ là chỗ này lâu đời và nó có cái hương vị đặc biệt lạ nữa và nó cũng khá là ngon, cho nên là Michelin đã chấm và đưa vào cái danh sách 2024 này, cùng với những nơi khác ở Sài Gòn nè. Đó là cái quán xôi duy nhất được đưa vào giải của Michelin. À, mời các anh chị và các bạn cùng ăn sáng với Nick. Đây là xôi number one tại đường Nguyễn Trung Trực, quận 9 nha. Em kẹt rồi anh ơi, hôm nay em kẹt rồi. Kế bên quán xôi thì có quán cà phê, có góc ngồi ngoài hiên cũng rất là lý tưởng nè. Mới đi. Xin chào buổi sáng, xin chào Sài Gòn. Ở bên mình có xin tố gì không? Có xin tố mà hả? À, xoài dâu bơ hả? Có đu đủ gì không? Đu đủ quá không? Mai có. Thì dầu đi. Dầu ha. À, okay. Dầu. Một xin tố dầu ở đây em ơi. Hai cô gái ơi. Ở Sài Gòn xin rất đơn giản, khi bán là liên kề với nhau. Ăn đây kêu nước bên kia cũng được nữa. Mà là muốn thì ăn xong lết qua ngồi bên góc quán cốc lề đường cũng rất là hay. Nhiều khi là ăn bên đây, muốn uống bên kia thì khi đến bên đây cũng giúp gọi cho mình được đó. Có những cái buôn bán cộng sinh ở Sài Gòn, ở Việt Nam mà như vậy. Nên là các bác chị mình về đây ăn nhiều chỗ, nhất là ở Sài Gòn, rất là thoải mái, người ta hỗ trợ lẫn nhau luôn. Nhưng khi bên đây nó uống gì không, nhờ bệnh kêu và nó kêu bệnh qua để mang bưng tới tận nơi cho mình bên đây. Thấy hồi nãy trong nồi có cái bắp, bây giờ Nick muốn thử miếng. Cảm ơn chị. Có nhiều người thì thích ăn là xôi bắp buổi sáng thôi, xôi bắp đậu xanh với đường cái hành phi gì đó, nhưng mà Nick cũng thấy là lo người ta ăn cái này nè, trộn với lại xôi bắp với lại xôi gà. Nick cũng sẽ ăn thử cái này nè, thì nhiều người ăn cái kiểu này mình cũng ăn thử luôn. Nó làm sao bắp này là bắp nguyên hộp chị nấu rồi cho nên nở rồi nè, phải có đậu xanh chứ không. Bình thường ăn cái này đâu, nếu mà chỉ thích bắp với đậu xanh thôi là ok rồi, rồi cái hạt bắp đó. Bắp này là bắp dẻo nên là nó nở ra ăn dẻo dẻo, thêm miếng đậu xanh bùi bùi, bây giờ kết hợp với lại ăn món mặn. Rồi với bắp với phần pha lấu đúng là có vị lạ nữa, cũng rất là ok nha, cái sự phối hợp này cũng rất là hay nè. Rồi bắp vô. Lạ là thường là người ta phối hợp xôi với bắp với lại là mặn buổi sáng đó, thường là ngay cả trong hẻm thì nói như mấy cô mấy gì đi ngang rau là xôi bắp đây đó thì sẽ trộn hai cái lại, nhưng mà nó đơn giản. Còn ở đây thì là nó có sự kết hợp với lại là những cái đồ mặn khác, như nãy giờ trên cái dĩa mặn của Nick có đó, nó sẽ tạo ra một cái hương vị khác nữa, cũng rất là thú vị đó. Tạc ngang nè, alo, một gói hai gói thì làm rất là nhanh, người thì tới tận nơi mua. Giá xôi thì để trên bảng giá rất là rõ ràng nè, 35.000, bắp thì 20, thập cẩm thì 40, còn cái phần kia là gà xé lạp xưởng thì 30. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây có một cái bảng nữa để xôi gà number one Michelin Selected 2024 nè. Đó, có bảng giá song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Steak rice with chicken là 30 nè. Xôi gà trứng non 30, xôi gà lòng trứng non 40, xôi khoai lấu 35, xôi đùi gà 40, xôi cánh gà 30, xôi lạp xưởng 35, xôi bắp 20, xôi gà xé 30, nem chua 60, còn có bán kèm nem chua nữa. Ở đây có cái tủ này chỉ bán cá da, bán một số bánh, có patiso nữa. Mới giờ nãy còn quá giờ cũng đòi bán rồi, 90 giờ không hết rồi. Ờ, patiso rồi bánh, một số loại bánh nè, bán kèm theo linh tinh. Ly sinh tố dầu này nhóc, thấy có bánh patiso thấy cũng chị em cái thử cái bánh patiso đó. Có hết rồi hả? Trời ơi lẹ vậy. Quay phim đi. Ô dạ xin chào. Dạ mới lìa cái bánh trong tủ bây giờ thấy hết rồi. Số nè. Cái bánh này người ta đặt hết rồi hả? Trời bán hết rồi lẹ thiệt. YouTuber đó. Là chú ghé đèn hả? Cũng bỏ. Dạ. Dạ dạ. Trời tiếc quá, patiso còn thấy trong tủ mà người ta đã đặt hết rồi, uổng quá trời. Ôi thì wow. Trời rất là vinh dự. Chị sẵn lòng chia sẻ cho mình một cái để mình ăn, còn nóng luôn rồi. Cầm này còn thấy nóng. Giờ nó sẽ bẻ cái bánh patiso này ra. Ồ đây, cái nhân bên trong nè. Dạ ăn thử coi. Rồi, bây giờ thắt. Đồng quá giờ. Ủa đây được tặng luôn. Cái lớp bột á, nó chỉ mới ăn cái lớp bột thôi, chưa ăn cái lớp nhân bên trong. Lớp bột là nó mỏng vừa, nó là cắn vô á thì nó giòn giòn tí, nhưng mà sau đó là nó mềm bên trong, nó không bị quá dày nên sao không có ngán, bây giờ nó cắn luôn cái lớp nhân này ra. Cái này ngon nha, thật sự rất là ngon. Cái này nè, nhưng á mới cắn vô cảm nhận là giống như nhân trong bánh bao, nhưng mà không, có lớp củ sắn nè, tiêu thịt nè, rồi rau củ gì đó bầm ở trong đó, cắn vô mà nó đang nóng nữa, ăn rất là ngon luôn. Cái bánh patiso này ngon, hàng kia người ta đặt mua hết trơn, bây giờ cách tới là kiếm patiso hết rồi. Hết nhanh quá bánh patiso này đó. Nó sẽ hơi ghé mua ăn chỗ này, rất là nhiều người quen thuộc, nhiều khi là đi xe hơi tạt ngang hạ cửa xuống gọi với vô trong cái làm cốc tóc bưng ra và đi ra. Rồi một cái này nhìn cái này rồi cho chị ba cái này nằm cái thứ à này chậm. Có những lúc nhộn nhịp rất là vui. Buổi sáng ngồi ăn là
đường nhộn nhịp, không khí đông vui, thấy rất rất thoải mái luôn cả nhà. Ăn dĩa xôi, uống một ly sinh tố, no quá trời no rồi. Thấy một cái bánh patiso này rất là ngon nha, chị này bán ngon quá trời luôn nè. À, đây. Ủa sao mình làm ít quá vậy? Mình làm hay là mình lấy? Em đang làm trong lò tiếp nữa, bởi vì nãy em nói anh á là em làm số lượng mấy chục cái em bán hết, em bắt đầu em làm tiếp, ra tiếp bán hết em mới làm tiếp. Rồi cái bánh nóng nó ngon. Ồ, chị thấy bánh nóng nè, cầm lên ăn thấy nóng nó ngon thiệt. Nhưng mà là nhà mình làm luôn hả? Nhà em làm hết. À. Rồi em ở trong Lê Thị Riêng, 95/31 Lê Thị Riêng. 95/31 Lê Thị Riêng. Ồ. Thế nào? Mình không có làm nhiều cái patiso đó, khi nào mà vừa đủ thôi mà. Em làm ngày một buổi sáng 100 cái, nó bắt đầu hết rồi em mới làm tiếp. Ồ. Tiếp gì đó. Bánh nó nóng nó mới ngon. Đúng, cái bánh ăn nó rất là nóng ngon mà cái vỏ nó mỏng á. Nên là ăn thấy vô đã, cái nhân bên trong nó nhiều mà nó đang còn nóng ăn đã, ngon. Ở bên đây xôi ăn no rồi nhưng mà nhìn thấy nó vẫn còn hấp dẫn quá nè. Không biết bạn cái chỗ mình mở từ mấy giờ vậy? 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. À. Mỗi ngày luôn, có ngày nào mình nghỉ không? Có ngày mà bên đạo á thì giống như ngày lễ Phục Sinh, Giáng Sinh thì mỗi ngày. À. Còn lại trong năm bán, với lại mấy ngày Tết thì sao? Có Tết thì vẫn nghỉ, làm hết ngày 29 tùy theo ngày 10 bán hoặc là 15. À, ok. Mỗi năm nghỉ. À, ok. Bán hết ngày 29 là nghỉ. À, cứ 29 Tết thường là hết ngày đó là nghỉ hả? Cái ngày mà còn một ngày nữa Tết là nghỉ. À, nói chung là giống như là 30 hoặc 29 đó hả? Đúng rồi, có 30 thì 29 làm nghỉ, còn có không có 30 thì làm 28 hoặc 29. Chia sẻ cho cô bác chị mình biết về soi number one nè. À, nhưng mà cái góc này đường Nguyễn Trung Trực, trung tâm quận nhất rất là lý thú rồi. Gần chợ Bến Thành, từ chợ Bến Thành đó đi ra đây gần lắm. Rồi đi dọc đây có nhiều cái quán cà phê, quán cốc, quán sinh tố nè. Buổi sáng á, thì cũng rất là thuận tiện, tà ra đây ăn soi. Còn dưới kia là bún thịt nướng nữa. Rồi bên kia là Takashimaya Sài Gòn Center, trung tâm mua sắm rất là lớn bên đại lộ Lê Lợi nữa. Rất là thuận tiện. Anh một chút chia sẻ về soi này cho bán chị mình, những ai mà thèm soi đó lâu lâu có thể là về ghé ngang đây để ăn soi, một trong những món ăn sáng mà ở Việt Nam mình rất là phong phú rồi. Ăn sáng mà hết phở tới bún, hủ tiếu, cháo, rồi bánh mì, hay thèm soi ra đây có chỗ ăn soi nha. Và video clip chia sẻ đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng rồi. Cảm ơn quý cô bán chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bán chị và các bạn trong những video clip tiếp sau nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.